Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa tai nghe Bluetooth nha các bạn. Để mình nói qua sơ về cái Bluetooth ha. Bluetooth đó là một cái thiết bị kết nối không dây nha các bạn, cái chuẩn không dây ha. Người ta nó dùng tần số radio frequency, có nghĩa là tần số radio các bạn. Bước sóng là khoảng, cái tần số là khoảng 2,4G nha các bạn. Nó kết nối không dây giữa các thiết bị với nhau. Mà thiết kết nối tầm gần nha các bạn, chứ xa quá là nó không kết nối được nha các bạn. Nó giống như các bạn đã từng sử dụng các cái điện thoại mà kết nối hồng ngoại á, cái cách thức cái giao tiếp á, nó cũng tương tự vậy nha các bạn. Truyền và trao đổi dữ liệu giữa hai thiết bị với nhau nha các bạn, hai thiết bị, một nhóm thiết bị ha. Ở đây một trong những cái ban mà tai nghe Bluetooth thường gọi gặp phải đó các bạn, đó là cái ban mất nguồn nha các bạn. Mất nguồn cái nguyên nhân á, phần lớn á là mình check á, là đa phần là bị vấn đề về pin nha các bạn. Pin trong tai nghe Bluetooth á nó giống như pin trong điện thoại di động á các bạn, đều là pin li-ion nha các bạn. Đây mình giả sử đây là pin Bluetooth nha các bạn, tại pin Bluetooth nó khá nhỏ ha các bạn ha. Đây nè, đây là pin Bluetooth ha, nó nhỏ. Đây là cái cell pin nha các bạn, cũng y giống y như cái cục pin điện thoại di động ha, cho trong điện thoại di động á. Đây là cell pin, ở trên nó là cũng có hai điện cực âm dương nha các bạn. Rồi bên trên là có là mạch nha các bạn, mạch sạc á. Đây là cell pin nha các bạn. Tiên á các bạn kia, cái Bluetooth bắt nguồn á các bạn kia kiểm tra pin cho mình nha. Kiểm tra pin một á là nó bị đứt dây, hai nó bị chắc sạc các bạn, sạc không vô á, tại vì pin nó cạn quá sạc không vô. Các bạn kích pin nha các bạn. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý về các vấn đề về pin gây mất nguồn cho tai nghe Bluetooth nha các bạn. Các bạn quan sát phía trước cho mình nè. Ở đây là cái gì? Đây nè, ở đây là cái đèn báo nha các bạn. Đèn báo chớp tắt có tín hiệu đến hoặc là sạc các bạn. Báo sạc á, bạn cắm cái sạc vô á. Ở đây nó sẽ báo thường này đèn xanh, đèn vàng hay đèn gì các bạn. Khi mà nó sạc đầy á, nó sẽ báo đèn nó chuyển màu nha các bạn. Đây là báo sạc ha. Đây là nút power nha các bạn, nút nguồn bật tắt Bluetooth nha các bạn. Bật tắt tai nghe Bluetooth ha. Đây là cổng sạc nha các bạn, cổng sạc cho tai nghe Bluetooth ha. Nó dùng cáp USB nha các bạn. Đây là cái loa nha các bạn, speaker, cái loa. Còn cái này là cái chốt để gắn vô tai nha các bạn, nó giữ cho mình rảnh tay á, thoại rảnh tay nha các bạn. Đây nè, cái lỗ này là lỗ micro nha các bạn, để mình nói chuyện ha. Cái này mình vừa nghe vừa nói chuyện qua micro nha các bạn. Còn phía trên này á là có hai nút volume chỉnh âm lượng to nhỏ. Cái này khá đơn giản nha các bạn. Rồi các bạn muốn mở một cái tai nghe Bluetooth ra, cái này có cái ngàm nha các bạn. Các bạn dùng móng tay cũng được, dùng móng tay hay cái dũa mỏng mỏng đó các bạn, cái bằng này ha. Và theo mình đó, mình các bạn có móng tay á, các bạn nên dùng móng tay ha. Đây nè, ở phía giữa này là có cái rãnh nè các bạn, có rãnh các bạn mở đi rất dễ nha các bạn. Cái móng tay á, bằng này nạy lên ha, không cần phải dùng cái kia đâu, vì nó có cái ngàm mà nó dễ bị gãy cái ngàm nha các bạn. Cái cách này mình hướng dẫn cho các bạn á, trường hợp mà cái pin trong Bluetooth đó bị hư á, một bị hư bị chai hay là các bạn nó được, các bạn pin nó để lâu quá nó bị cạn quá các bạn phải kích pin mới xài được nha các bạn. Là cái ban này á, cái nghĩa là cắm sạc không vô, sạc hoài nó không báo gì, pin nó không quá gì nha các bạn, không lên nguồn luôn nha. Đây tắt ra được rồi nha các bạn.
đây nè, nút power key nè, cái nút nút mở nguồn nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Ở trong đây là có linh kiện dán nha các bạn. Cũng có mấy con led nè, điện trở, tụ điện. Nó thạch anh dao động luôn nha các bạn. Thạch nó dao động luôn. Đây là một cái anten nha các bạn, anten thu phát, anten thu phát Bluetooth nha các bạn, tín hiệu sóng ấy nha các bạn. Sóng radio á, tần số là 2.4G á các bạn. Đây là thu phát nha. Hoạt động thì khi có tín hiệu thì nhờ tín hiệu sẽ truyền nó, bên đây nó thu rồi các bạn, để truyền cái tín hiệu âm thanh đó, nó xử lý chuyển từ nó loa qua tai nghe là thu nha các bạn. Cái đường đó đường thu, đường phát thì mình nói chuyện các bạn, cái đổ micro này các bạn, mình khi mà mình giao tiếp với nhau, mình kết nối hai thiết bị với nhau giữa cái Bluetooth này với cái điện thoại á, cái này thoại rảnh tay á. Các bạn không cần phải thao tác trên điện thoại, mà các bạn thao tác trên tai nghe Bluetooth là ok ha. Thì các bạn nói trước micro á, nó sẽ điều chế tín hiệu các bạn, điều chế rồi nó sẽ phát qua đi qua cái còn một con IC gọi là IC Bluetooth, và nó phát qua anten, phát rồi nó giao tiếp, nó kết nối với cái điện thoại vô của mình ha, là nói chuyện với đầu bên kia, đầu dây bên kia nha các bạn. Đây là cái loa Bluetooth thế hệ cũ á, nó sử dụng cái cáp khác các bạn. Đây nè, cái cổng bọt á, cái cáp là nhỏ nha các bạn, cái cáp sạc á, cáp USB á, cắm các bạn cắm sạc vô, cáp là nhỏ nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy rõ không, cái cáp là nhỏ. Còn hiện nay á, bây giờ người ta chế tạo là toàn là cáp dùng cái cáp USB, micro USB nha các bạn. Đây nè, cái này cái loa Bluetooth thế hệ cũ nha các bạn, dùng cáp loại nhỏ là cáp micro USB. Theo cái này tao standard, cái tiêu chuẩn của nó các bạn, bây giờ tiêu chuẩn đời mới như vậy ha, phổ thông dụng nhất là loại này nha các bạn. Đây là một cái chiếc tai nghe Bluetooth, nó sẽ dùng cái chuẩn cáp micro USB nha các bạn. Đây nè, bạn thấy không, cắm vô sau đây mình sẽ nói sơ bên trong nha các bạn. Ở đây mình không mình sẽ nói sơ bộ bên trong linh kiện, chứ mình không có đi sâu chi tiết nha các bạn. Cái tai nghe tiêu chuẩn mới cũng có này các bạn, anten thu nè, anten thu phát rất tốt nha các bạn. Nó sẽ đi vô qua con IC Bluetooth nha. Còn cái này là micro nha các bạn, micro. Cái nút này nút power key, nút mở nguồn, bật tắt nguồn nha các bạn. Hai nút bên hông là hai volume, điều chỉnh âm lượng, tăng giảm âm lượng nha các bạn. Cái cổng này cổng sạc micro USB như mấy mình đã giới thiệu ha. Còn đây là hai cái dây loa nha các bạn. Đây nè, speaker ha, hai cái dây loa ở phía trên này. Rồi, mình sẽ nói qua về cái pin Bluetooth nha các bạn. Đây nè, các bạn nhìn thấy rõ không? Ở trên đây á, nó sẽ có hai đường à, đường B cộng nha các bạn, B cộng B trừ ha, B cộng B trừ, có nghĩa là nguồn cấp cho cái bo mạch này các bạn. Cái nguồn này á, nó giống như nguồn điện thoại nha các bạn, là cái điện áp á, của nó là 3.7V nha các bạn.
3,7 vôn cái pin này, cái cell pin này các bạn, cái cell pin tai nghe Bluetooth ha. Cái cell pin này là lithium nha các bạn, giống như y như cái cấu tạo của cái pin điện thoại di động các bạn. Cái điều nó khác hơn á, nó cũng có điện áp 3,7 vôn như pin điện thoại di động như vậy, nhưng mà cái điều khác hơn á là cái dung lượng pin á, rồi cái cell pin nó nhỏ các bạn, nên dung lượng pin sẽ nhỏ nha các bạn. Cái dung lượng pin là khoảng 55, tầm 55 đến 70-80 mAh giờ nha các bạn. Nó thấp nha các bạn. Thiết kế cell pin nhỏ tại vì nó không cần hay là cần thiết á, vì cái mặt đó các bạn, mặt linh kiện nó cũng ít. Nó chỉ nuôi chủ yếu là nuôi cái con Bluetooth thu phát sóng này thôi. Rồi như vậy là mình nói qua về cái đó nha các bạn. Rồi bây giờ mình nói về các bạn sửa pin nha các bạn. Các bạn cũng muốn kiểm tra, các bạn cũng lấy đồng hồ đó cho mình nha. Ở đây có một số băng, mình sẽ phân tích rồi các bạn sẽ sửa chữa theo mình nha. Thứ nhất là các bạn đo điện áp trên bơ 2 trên bơ cộng bơ trừ nè. Nó sẽ có một vài trường hợp. Cái trường hợp á là các bạn cái tai nghe Bluetooth này các bạn để lâu quá hết pin nha các bạn, cạn pin. Khi đó các bạn đo dòng á, đo điện áp á, nó xuống thứ thấp. Mà các bạn cắm sạc vô á, nó sẽ không báo gì nha các bạn. Nó không báo gì, ý là cái nó giống như điện thoại động á, là nó bị hết pin rồi, nó cạn pin quá bạn nó đi kích pin nha các bạn. Kích pin sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kích pin là cái y như trong điện thoại di động nha các bạn. Khi kích pin đó các bạn cần cho mình một cái bộ nguồn điện thoại di động. Bộ nguồn ha, bộ cấp nguồn ha. Đây nè. Đây là cái bộ cấp nguồn DC nha các bạn. Cái bộ cấp nguồn cho điện thoại di động ha. Các bạn sẽ bật nguồn lên, sau đó kích pin cho mình. Cái cách kích pin đó cho điện thoại di động mà mình đã giới thiệu trong một cái clip rồi, các bạn có thể tìm hiểu thêm trên kênh của mình. Rồi trước hết mình sẽ đi đo điện áp trên pin nha các bạn. Mình giả sử cái pin này nó cái tai nghe Bluetooth này các bạn để lâu lắm rồi, là pin trong đây nó đã được xả hết nha các bạn, cạn pin quá mà các bạn cắm sạc vô nó không nhận, nó không báo gì nha luôn nha các bạn. Đó cái những cái tai nghe Bluetooth này mất nguồn nha. Các bạn cứ đo điện áp bình thường cho mình nha. Đây mình dùng đồng hồ số ha. Các bạn nghe cái thang đo 20 nha. Rồi các bạn cứ kiểm tra điện áp cho mình nha. Đang kiểm tra điện áp trên tai nghe Bluetooth ha. Đây, chứng âm á các bạn. Ở đây là chứng âm á, cái chứng âm nó sẽ nối với cái phần kim loại bên ngoài của cái giắc sạc nha các bạn. Thì các bạn không cần phải chấm vào chứng âm đâu. Chứng BK, chứng B trừ nè, cái chứng B trừ nè. Là chứng âm của pin á. Các bạn đã trực tiếp vô đây cũng được nha các bạn. Để bên ngoài á, cái phần này phần mát nha các bạn. Các bạn để phần ngoài mát ha. Rồi cái dây chân dương rồi các bạn chấm vô đây à, điện áp đo được nè các bạn. Đây nè, đây là quay âm nha các bạn. Các bạn để phần mát cho mình. Rồi quay dương, các bạn chấm vô chân dương ha, đo điện áp trên pin. Giá trị đo được là 0,8 nha các bạn, 0,84 vôn nha. Này không đủ điện áp để mở nguồn cho tai nghe Bluetooth nha các bạn. Này không đủ điện áp mở nguồn nha. Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích nguồn, kích pin lên ha. Các bạn lấy mẫu hàng nha các bạn. Rồi các bạn xả chơi cho mình cái chân bơ cộng nha, một chân thôi nha, không cần xả nhiều đâu. Cái cách này các bạn có thể tự thay pin đúng không ạ? Trường hợp mà cái pin của bạn nó bị chai á, pin chai hoặc là pin bị phù nè, pin chai pin phù hoặc nó bị hư các bạn,
đa phần pin hư á là các bạn mua pin ngoài bên ngoài và thay nha các bạn, tự thay cho cái tai nghe Bluetooth của mình nha. Rồi các bạn xả ra. Đây mình đã xả một chân nha các bạn. Đây đây là chân chân dương nha các bạn. Cái chân âm mà bạn giữ nên để nguyên nha. Để nguyên, bạn chỉ cần xả một chân thôi nha. Sau đây mình sẽ dùng cái bộ nguồn cấp nguồn cho điện thoại nha các bạn. Rồi mình kích cục pin này lên. Ha. Lấy như nguồn cho mình ha, cái hai đầu kẹp cá sấu nha các bạn. Cái cách kích pin là y như cái mấy cái clip mà mình đã đăng nha các bạn. Đây nè. Ở trên đây á là điện áp 5V. Đây mình kéo lại cho nó gần cho các bạn dễ hiểu quan sát ha. Đây. Cái điện áp á các bạn chỉnh xuống cho mình nha, phản xuống. Cái kim dòng lúc này không ampe nha các bạn. Các bạn chỉnh xuống cho mình ha. Chỉnh xuống khoảng 2,5V cũng được, 2,5V hay 3V gì cũng được các bạn. Rồi. Dùng các bạn dùng một cái kẹp cá sấu ha, các bạn nối vào bộ nguồn nha. Các bạn kẹp chân mát cho mình nha. Tại vì chân mát đó. Kẹp coi chừng cẩn thận nha các bạn. Có cái linh kiện phía sau nè. Các bạn kẹp á, các bạn quan sát nha. Kẹp tại vì có cái linh kiện phía sau đó các bạn. Các bạn kẹp chúng có thể nó bị đứt chân, bị chóc cái mạch in bên trong bên ngoài các bạn, chóc cái linh kiện á. Nếu mà kẹp cẩn thận tìm cái chơi cái mát kẹp cho mình nha. Ở đây mình kẹp ở trên đi, đây nè. Kẹp phía ngoài rìa cũng được nha các bạn. Đây là không ảnh hưởng gì vậy đó. Từ cái chân trừ á nó nối với mát. Rồi các bạn kẹp cái ngoài rìa cho mình nha, không ảnh hưởng linh kiện nha. Ở trên đây có 2 diode nè, 2 con led đó. Rồi. Mát đã kẹp xong thì còn lại là chân cộng nha các bạn. Cái đó cái kẹp cá sấu còn lại các bạn kẹp nguồn cho mình nha. Kẹp như vậy nha các bạn, như vậy đã xong nha các bạn. Rồi các bạn bắt đầu kích pin cho mình ha. Đây là 2V nha các bạn. Cái kim nó trường hợp có nhiều cục pin nó hư các bạn, bình thường á là nó sẽ lên nha các bạn, nó lên một giá trị nào đó trên đây. Rồi các bạn nó sẽ về không, các bạn sẽ kích từ từ lên cho mình. Còn cái pin này nó bị hư nha các bạn, pin tai nghe Bluetooth này nó bị hư ha. Mình kích pin đó cái dòng nó không vô nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy nó lên không? Mình tăng lên 5V rồi mà dòng nó không nhích lên luôn. Cái này không phải bị lỏng dây nha các bạn. Đâu không, tại vì cái pin nó hư các bạn, kích nó không lên nha. Trường hợp mà cái này bắt buộc là các bạn phải mua cái pin mới các bạn về thay nha. Rồi trường hợp các bạn kích pin lên giống như điện thoại di động á, nó lên nó sẽ lên một giá trị nào đó. Rồi nạp nó xả nó nạp đầy á, nó nạp rồi dòng đây là ampe kế, dòng nó sẽ báo về bằng 0 nha. Là mình sẽ bạn tăng điện áp lên cho các bạn xem rồi. Thấy chưa? Bạn thấy kim nó nhích lên không? Đây nè. Tăng nè, kim nó nhích lên này các bạn. Cái pin cục pin này nó hư nha các bạn. Ở nhà các bạn mà có cục pin Bluetooth ok rồi các bạn cứ test nó y như vậy cho mình nha. Kích pin như vậy. Cái cách này là cách kích pin nha các bạn. Sau khi kích pin xong á nó về không rồi á, rồi các bạn hàng lại vô là ok nha các bạn, hàng vô ráp mạch ha. Cái pin này nó hơi bị phù nha các bạn, hơi bị phù ha. À.
pin này bóp vô nó mệt, nó ấy các bạn. Nhìn quan sát thấy nó hơi bị phù chứ không phải như bình thường các bạn. Rồi các bạn, sau khi các bạn phải kích pin đó, cái pin mà cạn quá các bạn kích, nếu mà kích không được nữa các bạn mua pin mới cho mình nha. Các bạn thay pin đó. Cái pin này cũng rẻ nha các bạn. Các bạn thay pin Bluetooth thôi cũng dễ. Cái trường hợp mà cái tai nghe Bluetooth mà bị mất nguồn á, cái pan bị pin này rất nhiều nha các bạn. Cái xe pin này á, nó hay gặp á, chưa là pin phù nè, pin phù. Rồi pin bị chai á, cạc không vô. Pin hư giống như cái trường hợp này nè các bạn. Nó mới kích không lên nữa. Gặp những trường hợp này á, các bạn chỉ có việc ra ngoài mua pin về thay nha. Mua có các bạn về mua pin về, các bạn hàng vô hai cái này nha các bạn, hai chân B cộng B trừ á, là ok nha các bạn. Đây để mình hướng dẫn cho các bạn kiểm tra, cái kiểm tra nha. Các bạn nhìn trên phía trên này nè, có 3.7V nha các bạn. 3.7V á, 3.7V này là cái điểm test bon nha các bạn, cái điểm kiểm tra nha. Nó sẽ là cái điểm B cộng của này nè, B cộng là nguồn dương các bạn. Còn cái B trừ nó sẽ nối với mát ha. Nó cái phần mát bên ngoài của cái chất sạc micro USB nè. Để kiểm tra các bạn nhiệt độ, các bạn đo kiểm tra thông mạch cho mình nha. Bằng cái chưa biểu tượng mà có cái chuông nha các bạn, cái chuông cái loa nè. Rồi một đầu á, các bạn cái chích cái cắm thử ha. Còn phải để đúng cái điểm 3.7V không nha các bạn. Đây nè. Điểm này 3.7 nha. 3.7V đây nè. Rồi các bạn chấm vào cái điểm chơi cộng nè. Xem coi nè. Các bạn thấy không? Thì loa nó kêu không? Loa kêu với lại đồng thời là cái đồng hồ á, nó sẽ báo. Đó thì chở đo được rồi, 1.1V nha các bạn. 1.1 ohm ha, 1 ohm ha. Ohm là thông mạch nha các bạn. Và cái điểm 3.7V là B cộng nè các bạn. Thấy không? 3.7V nha các bạn, B cộng nha. Rồi cái điểm trừ á, B trừ mình sẽ đo thử với mát ha. Đây nè, B trừ nè các bạn. Đó các bạn nghe loa, đây nè. Đồng hồ nha các bạn. Đó đồng hồ. Nó sẽ xuống 1 ohm nha các bạn, 1 ohm là nó thông mạch nha các bạn. Là các bạn khi mà các bạn kích pin á, các bạn chỉ cần kẹp cái đầu cá sấu á, kẹp vô đây cho mình ha. Mình xả một chân nha các bạn, xả một chân ra ngoài thôi chứ đừng có ấy nha. Nên các bạn nên xả chân dương nha các bạn. Xả ra ngoài chứ không đỡ trên bo mà các bạn cặp nguồn vô nha. Nhiều khi các bạn cặp nguồn vô á, các bạn để trên bo á, mà các bạn lỡ và điện áp cao á, là nó điện áp cao quá nó hư, nó hư IC Bluetooth, là hư nguyên cái mặt liệu nha các bạn. Cái chuẩn nó là 3.7 nha các bạn. Khi sạc vô nó có thể lên là khoảng tầm 4V nha các bạn. Mà nhiều khi các bạn không để ý các bạn kẹp vô cái kẹp chân nguồn với chân đỏ với chân đen á, vô cái bộ nguồn mà các bạn, cái điện áp á, trên bộ nguồn á, các bạn quặng lớn quá. Ví dụ các bạn lỡ tay các bạn quặng 10-10 mấy V là nó hư luôn cái IC nha các bạn. Thì nguồn cấp trực tiếp, còn cái này bạn tách ra khỏi bo rồi, nó sẽ gián tiếp mà nó không có, nó cách ly với cái bo mạch này nha các bạn. Đây các bạn chỉ kích cái, chứ các bạn chủ yếu kích cái xe pin đây ha. Rồi các nguyên nhân hư pin đó, các nguyên nhân hư pin ở đây á, các bạn nói đến là cái trường hợp là thứ nhất là pin phù nha các bạn, pin phồng á, nó phù nó đội lên ha, nó phụ đội cái tai nghe nó hở mà không tai nghe, giống như cái điện thoại các bạn, có pin phù không, cái này pin cell pin của Li-ion nha các bạn. Còn cái trường hợp thứ hai á là pin nó cạn quá bảo có bụi vàng mấy kích pin ha. Nếu cái cell pin còn tốt mà có kích pin á, cái cách kích pin là y như vậy, các bạn cứ kẹp vô các bạn bằng tầm 2V mà cái kim dòng mà nó còn thấp quá nha các bạn, nó thấp quá các bạn phải tăng điện áp lên nha. À, trường hợp là cái kim dòng điện nó thấp quá các bạn tăng điện áp lên cho mình, tăng lên 3V hay 4V á,
đến khi cái dòng á, dọc nó sẽ nó ăn dòng khoảng 200-300 mA rồi các bạn, để nguyên xíu kích xíu. Như vậy là cách kích pin làm tương tự nha các bạn, cứ đi một chút xíu á rồi các bạn cắm sạc vô ha, các bạn hàng lại chân pin nha, các bạn hàng lại chân pin y hệt như cho mình, rồi các bạn cắm sạc vô là xài ok nha các bạn. Trường hợp mà thay pin á, pin hư các bạn, cái trường hợp mà mấy mình nói hôm nãy mình nói á, cái trường hợp pin phù nè, pin bị phù á, bị phồng á, rồi còn pin sạc không vô nè, rồi pin bị chai các bạn, sạc không đầy á, là các bạn thay pin cho mình ha. Ra ngoài á, ở ngoài nó có bán mấy cái xe pin kiểu này nè, các bạn mua về các bạn thay, tự thay cho mình á. Còn trường hợp kích pin á, cái tại vì cái pin của pin nó hư các bạn, bị phù á, nó biết kích pin không vô ha. Rồi đã biết xong mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra cái giắc sạc ha, giắc sạc pin. Còn thay pin là quá dễ nha các bạn, thay pin là các bạn chỉ cần nhiệt hàng vô cho mình ha, hàng đúng cái chân, xả hai chân ra, chân âm dương rồi hàng lại đi học về là ok. Các bạn cắm nhớ hàng vô mà các bạn cắm nhớ giắc sạc vô, cắm micro USB vô, cắm giắc sạc cái này là xong nha các bạn. Cho nên mình đã hướng dẫn các bạn cách sửa chữa nha, sửa chữa cái bàn mà tai nghe Bluetooth á, nó bị mất nguồn. Đa phần nó bị mất nguồn do pin nha các bạn. Pin này nó gây xe pin này gây khá nhiều bệnh nha, mất nguồn á. Rồi cái video mình là cái đến đây là kết thúc. Các bạn có thắc mắc gì á, các bạn cứ để comment bên dưới nha, mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn cho các bạn. Rồi chào các bạn. We'll be right back.